Chúng tôi là Hoàng Bách Thang Hành, kính chào quý khán giả của Đài Việt TV Network. Chúng tôi rất là vui được trở lại trong chương trình Nhịp Sống Quanh Ta ngày hôm nay. Và thưa quý khán giả, hai vị khách mời của chúng tôi trong chương trình Nhịp Sống Quanh Ta ở rất là xa, chúng tôi xin hân hạnh được giới thiệu, đó là giáo sư Đinh Kim Phúc đến từ Việt Nam, và người thứ hai là tiến sĩ Lê Minh Nguyên đến từ Nam Cali. Xin kính chào quý khán giả của Đài Việt TV Network. Tôi là Đinh Kim Phúc đến từ Việt Nam. Tôi Lê Minh Nguyên từ Nam California, xin kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt TV Network. Dạ vâng, chúng tôi đã hân hạnh được giới thiệu giáo sư Đinh Kim Phúc, đó là một giáo sư đã dạy ở đại học ở Việt Nam khoảng trên 3 thập niên. Và ông là một chuyên gia nghiên cứu về hải đảo và biển, biển Đông. Ông đã từng viết nhiều sách cũng như là nhiều bài nghiên cứu, đã từng được phỏng vấn của các cơ quan truyền thông như là đài BBC, đài Pháp Á và đài Á Châu Tự Do. Còn tiến sĩ Lê Minh Nguyên là một người đã bình luận gia của chương trình phát thanh của đài Đáp Lời Sông Núi, cũng như là cộng tác với nhiều cơ quan truyền thông tại Nam Cali trong cái tiêu đề là phân tích thời sự. Ngày hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được đón tiếp với hai vị. Và trước nhất là cái câu hỏi đầu tiên muốn hỏi giáo sư Đinh Kim Phúc đến từ Việt Nam. Thì thưa giáo sư, bây giờ quý khán thính giả của chúng ta muốn biết thêm về cái sự sinh hoạt của giáo sư ở Việt Nam, thì giáo sư có thể cho quý khán thính giả được biết không? Dạ. Xin kính thưa quý vị, tôi là sinh quán ở Vĩnh Long. Năm 1974, khi mà Trung Quốc cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, thì lúc đó tôi đang học lớp 9 ở trường trung học Thủ Khoa Quân. Tôi cũng như là nhân dân miền Nam đã xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Và đến khi tôi ra Hà Nội học cái chương trình cao học vào năm 1988, thì lúc đó Trung Quốc đã đánh chiếm cái cụm đảo Gạc Ma của Việt Nam. Và bắt đầu từ đó, tôi đã xác định cái hướng nghiên cứu của mình, gắn cuộc đời mình nghiên cứu về Biển Đông, hải đảo Việt Nam, nhằm chứng minh cái chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chống lại tất cả các luận cứ ra luận chứng của nhà cầm quyền Trung Quốc, nhằm góp phần bảo vệ cái biển đảo của mình. Trong hơn 10 năm qua, tôi có rất nhiều bài báo, có nhiều công trình đã được xuất bản ở trong nước cũng như là tại Hoa Kỳ. Ví dụ như đầu tiên là cái quyển Chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, rồi Hoàng Sa Trường Sa luận cứ và sự kiện, Hoàng Sa Trường Sa trong thư tịch cổ, cũng như là công lý hòa bình trên Biển Đông. Tôi cũng đã nhiều lần đến Hoa Kỳ, đây là lần thứ 3 để mà đi tìm hiểu những cái tài liệu, những cái chứng cứ để mà tiếp tục đấu tranh chống lại cái bọn xâm lược Trung Quốc. Dạ vâng, trong cái phần giới thiệu của Đinh Kim Phúc, của giáo sư Đinh Kim Phúc, chúng tôi cũng quên là giáo sư Đinh Kim Phúc cũng là thành viên của câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình ở Sài Gòn trước đây. Dạ, câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình trực thuộc cái Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Dạ vâng, bây giờ thì thưa giáo sư lên các cái đài truyền thông ở hải ngoại, khi trở về nước giáo sư có e ngại gì, bị làm khó dễ gì không thưa giáo sư? Vâng, thì chuyên môn của chúng tôi là nghiên cứu về lịch sử Việt Nam, lịch sử các nước Đông Nam Á, lịch sử ASEAN, và tôi dạy ở đại học cái chuyên về Biển Đông, về Hoàng Sa và Trường Sa. Thì nhiều lần trả lời các đài ở hải ngoại cũng như là sang Hoa Kỳ, cũng tiếp xúc với cộng đồng người Việt ở đây, thì dĩ nhiên là khi về nước cũng có một số khó khăn. Nhưng tôi chỉ đi vào cái lĩnh vực chuyên của tôi là tôi nghiên cứu về chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tôi góp phần để bảo vệ tổ quốc, thì tất cả những khác tôi đều đặt ở phía sau lưng. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Đinh Kim Phúc. Trở lại với tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Thưa tiến sĩ, trong những ngày gần đây đó, thì gần như là các cơ quan truyền thông quốc tế lẫn cơ quan truyền thông của Việt Nam coi như là Biển Đông đang dậy sóng. Thì dưới cái nhìn của tiến sĩ có thể chia sẻ dưới cái nhìn của chiến tranh có thể xả ra ở Biển Đông không thưa tiến sĩ? Dạ vâng, dạ thưa anh Hoàng Bách và kính thưa quý vị thính giả của Đài Việt TV. Thì hôm 13 tây tháng 5, tức là hôm thứ Tư vừa qua, có một cái cuộc điều trần ở Thượng viện Hoa Kỳ, Bộ Ủy ban Ngoại giao Thượng viện, mà ông chủ tịch là ông Bob Corker. Thì và hai cái người của hành pháp là một ông là phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng, tức là ông David Shear, và một ông là phụ tá của Bộ trưởng Ngoại giao, tức là ông Daniel Russell. Thì qua cái sự trình bày đó thì chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy rằng ông Bob Corker, ông nói rằng
là Trung Quốc hiện giờ đang bành trướng Biển Đông, họ làm tất cả những cái gì họ có thể làm được trừ cái chuyện đụng độ trực tiếp với Hoa Kỳ. Tức là họ không dám đụng độ quân sự trực tiếp với Hoa Kỳ, nhưng mà họ đạt được mức tối đa gần mức đụng độ. Thì tức là ông trách là cái hành pháp Hoa Kỳ chủ trương là Hoa Kỳ cộng tác với Trung Quốc để mà về vấn đề kinh tế, còn những cái khác biệt thì tìm cách quản lý đó, quản trị. Ông nói rằng cái chính sách như vậy để mà cứ nhún nhường Trung Quốc hoài thì ra cái lợi ích của Hoa Kỳ đang bị thiệt hại. Và ông nói rằng chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc và đối với vấn đề Biển Đông là Hoa Kỳ chưa không có một chính sách nhất quán, tức là cohesive policy, một cái chính sách mà nó vững chắc. Và nếu mà ngoại giao, bây giờ hành pháp chủ trương dùng ngoại giao, nhưng mà nếu ngoại giao thất bại thì cái giá của Hoa Kỳ phải trả để mà giải quyết cái vấn đề thất bại ngoại giao là Hoa Kỳ chưa có. Tức là phải trả bằng cái giá. Nếu ngoại giao thất bại thì là ông nói rằng ông cảm thấy thất vọng là Hoa Kỳ không có một chính sách mạnh mẽ đối với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Và đó là lý do như anh thấy ông Bộ trưởng Ngoại giao Kerry, ông lại vừa đặt vấn đề Biển Đông hôm bữa thứ Bảy vừa qua. Dạ vâng, trở lại với giáo sư Đinh Kim Phúc đó, thì bên phía Bộ Ngoại giao của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam luôn luôn xác định là Hoàng Sa và Trường Sa Việt Nam có đủ căn cứ pháp lý cũng như lịch sử là chủ quyền của Việt Nam. Như vậy thì cho tới ngày hôm nay đó, Việt Nam không trưng ra những bằng cớ là đưa ra tòa án trọng tài quốc tế Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 chẳng hạn, mà trong khi đó, đó thì Phi Luật Tăng đưa ra và cũng kéo Việt Nam để cùng với đồng minh là nạn nhân của cái sự tranh chấp này thì Việt Nam không đưa ra. Thì thưa giáo sư, là cái người nghiên cứu về Biển Đông, thì cái yếu tố và cái nguyên nhân nào thì chúng ta thấy là Bộ Ngoại giao Việt Nam hoặc là cái quyết định của chính phủ Việt Nam sao không chịu đưa ra, thưa giáo sư? À, thưa anh Hoàng Bách, Biển Đông dậy sóng, nói như tiến sĩ Lê Minh Nguyên vừa đề cập đấy, thì chúng ta thấy rằng trước năm 1909 đó, thì Trung Quốc chưa có cái tham vọng tiến về phương Nam. Và trong tất cả các chính sử của Trung Quốc, rồi phương chí, rồi bản đồ, từ các đời Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, thì cái biên giới cực Nam của Trung Quốc chỉ dừng lại ở cái huyện Châu Nhai, ở đảo Hải Nam mà thôi. Nhưng mà kể từ năm 1909, với cái tham vọng tiến về phương Nam đấy, thì Trung Quốc bắt đầu tranh chấp với Việt Nam. Đầu tiên là trên quần đảo Hoàng Sa, và tiến tới thập niên 30 của cái thế kỷ 20 là họ bắt đầu tiến xuống Trường Sa. Thì họ ngụy tạo chứng cứ, ngụy tạo sử liệu để họ đưa ra một cái gọi là chứng cứ về lịch sử pháp lý bất khả, là kháng nghị. Nhưng giới nghiên cứu trong và ngoài nước cũng như cộng đồng quốc tế đã nhìn thấy rõ Trung Quốc hoàn toàn không có chủ quyền gì ở trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Cái việc mà họ lợi dụng cái sự chuyển giao giữa cái chính quyền Đông Dương của Pháp đối với cái chính phủ Việt Nam vào năm 1000 sau cái Hiệp định Genève năm 1954 đấy, cũng như họ dùng vũ lực cưỡng chiếm toàn bộ cái quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào tháng Giêng năm 1974, đó là cái hành vi dùng vũ lực cưỡng chiếm lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền. Trung Quốc đã vi phạm điều 2 khoản 4 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Hành động của Trung Quốc chỉ được gọi đó là hành động xâm lược, không hề có cái việc tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông như hiện nay. Việt Nam là như anh Hoàng Bạch cũng như quý vị đã biết, từ các cái tài liệu lịch sử cũng như là các cái văn bản về mặt nhà nước đã chứng tỏ chúng ta có đầy đủ cái chủ quyền về lịch sử, về cả về pháp lý ở trên cái vùng biển này. Nhưng mà câu hỏi của anh Bạch đã đặt ra là đến hiện nay vì sao chính phủ Việt Nam không khởi kiện Trung Quốc? Thì chúng ta biết rằng đối với luật biển của Liên Hiệp Quốc năm 1982, họ không bàn đến vấn đề chủ quyền mà họ chỉ đặt vấn đề quyền hạn và nghĩa vụ của các quốc gia ven biển, các quốc gia quần đảo, tức là liên quan đến biển, chứ họ không đặt vấn đề là chủ quyền.
Và giữa tranh chấp, gọi là tranh chấp trên Biển Đông, thì chúng ta thấy rằng Trung Quốc chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974. Còn Trường Sa là có rất nhiều nước trong khu vực: Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia. Duy nhất chỉ có Brunei tuyên bố chủ quyền mà không có lực lượng chiếm đóng. Do đó là một cái sự tranh chấp đa phương. Đa phương. Thì theo tôi được biết, chính phủ Việt Nam hiện nay cũng như là giới nghiên cứu ở trong và ngoài nước đã đang chuẩn bị một cái bộ hồ sơ pháp lý để cần thiết thì sẽ đưa Trung Quốc ra trước công luận quốc tế. Nhưng chúng ta muốn kiện Trung Quốc ra tòa án công lý quốc tế thì quy định của tòa là Trung Quốc phải đồng ý ra tòa thì tòa mới thụ lý hồ sơ. Và hiện nay chúng ta có thể kiện Trung Quốc là kiện cái việc mà Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm là vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc, vi phạm các điều khoản của luật pháp quốc tế, là chúng ta có thể kiện ra Liên Hiệp Quốc hoặc là ra trọng tài, hội đồng trọng tài của luật biển để giải thích cái đường lưỡi bò của Trung Quốc là vô căn cứ, bất hợp pháp. Và những cái hành động của Trung Quốc dùng vũ lực trên Biển Đông trong thời gian vừa qua là vi phạm trắng trợn công pháp quốc tế. Nhưng kiện nội dung gì, kiện ở đâu và chúng ta chuẩn bị tài liệu như thế nào, thì đối với tôi là một nhà nghiên cứu độc lập mà không thuộc của nhà nước, do đó tôi thấy rằng để chuẩn bị một cái bộ hồ sơ pháp lý một cách đầy đủ, chính thức, vì đã kiện là phải thắng, đã một khi kiện là phải thắng, thì chúng ta phải chuẩn bị một cách rất kỹ càng, có sự tham vấn quốc tế của các chuyên gia trong ngoài nước để đảm bảo rằng chúng ta kiện là chúng ta sẽ thắng, vì Trung Quốc cũng không phải là tay vừa. Nhưng mà thưa anh mới vừa nói rằng là kiện ra tòa án quốc tế thì Trung Quốc chấp nhận mới tòa án quốc tế mới xử được, như vậy là phi luật tăng kiện là không phải tòa án quốc tế phải không ạ? Không, kiện là kiện, nếu mà kiện ra tòa án công lý quốc tế về chủ quyền thì Trung Quốc phải đồng ý thì tòa mới xử lý hồ sơ. Còn kiện ra hội cái tòa trọng tài theo cái phụ lục 7 của luật biển Liên Hợp Quốc, tức là cái tuyên bố về đường lưỡi bò, tức là phi đó là giải thích về đảo đá như thế nào, về những cái hành động của Trung Quốc có vi phạm cái luật biển hay không, thì cho dù Trung Quốc có đồng ý hay không đồng ý mà khi tòa phán quyết thì cái cộng đồng quốc tế sẽ thấy rõ được cái âm mưu với cái giả tâm xâm lược của Trung Quốc ở cái khu vực. Tức là rõ ràng là đây là có hai cái hệ thống tòa án khác biệt nhau. Và cái mà phi kiện là cái tòa trọng tài. Tòa trọng tài theo cái phụ lục 7 của luật biển. Còn cái tòa án quốc tế là cho tới giờ phút này là chưa có thụ lý một vụ kiện nào về vấn đề Biển Đông. Biển Đông. Vâng. Và cũng xin nói thêm với tiến sĩ Lê Minh Nguyên đó, là tiếp lại làm sáng tỏ hơn đó, là quý vị nghe là phi luật tăng kiện Trung Cảm ra tòa án quốc tế, nhưng mà thật sự đó thì Trung Cảm, thật sự phi luật tăng họ nói là tòa, nhờ tòa trọng tài, trọng tài để qua thử cái đường lưỡi bò, cái giá trị nó thuộc về ai, nó ra làm sao để đi là phân định thôi. Dạ, bây giờ thì trở lại một cái câu đó, có bên Trung Cảm đó thì họ nêu lý do là cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng ký năm 1958 thừa nhận chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Cảm, thì có về mặt pháp lý nó có giá trị như thế nào, thưa giáo sư? Nói với vấn đề công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958 ấy, thì chúng ta phải đặt đến cái bối cảnh quốc tế lúc bấy giờ là Trung Quốc tuyên bố cái lãnh hải của mình là 12 hải lý. Trong cái tuyên bố của Trung Quốc năm 1958 là có 4 điều. Thì cái công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng khi gửi cho Chu Ân Lai đấy thì có hai cái nội dung chính. Cái nội dung thứ nhất là tán thành tuyên bố về lãnh hải của Trung Quốc, và cái nội dung thứ hai là kêu gọi các cơ quan chức năng của Việt Nam là tôn trọng cái lãnh hải 12 hải lý của Trung Quốc. Thì chúng ta thấy rõ rằng cái hoàn cảnh ra đời của cái công hàm Phạm Đồng vào năm 1958 đó, về nội dung thì chúng ta đã thấy rõ là chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tán thành cái tuyên bố của Trung Quốc. Nhưng lúc bấy giờ với những cái điều khoản của hội nghị Geneva năm 1954 đấy, thì chúng ta nên chú ý đến điều 4, điều 24 của Hiệp định Geneva và cái điều 12 của cái tuyên bố cuối cùng của Hiệp định, là quy định cái sự quản lý, cái trách nhiệm, cái sự bảo vệ cái chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng ta thấy rằng đến khi Hiệp định Paris năm 1973 được ký kết thì ngay cái điều 1 đấy là Hoa Kỳ và các nước phải tôn trọng độc lập
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam như là Hiệp định Geneva đã quy định. Thì chúng ta thấy rõ rằng từ năm 1954 đến năm 1975, một quốc gia thống nhất nhưng có nhiều thực thể chính trị trong cái hoàn cảnh lúc bấy giờ. Do đó tất cả những tuyên bố của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mà đe dọa đến cái việc quản lý bảo vệ hai quần đảo của Việt Nam Cộng Hòa, tức là một bên mà làm phương hại quyền lợi một bên khác như Hiệp định Geneva đã quy định, thì hoàn toàn không có giá trị pháp lý. Dạ vâng. Dạ cảm ơn giáo sư. Bây giờ trở lại với tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Khi nãy thì tiến sĩ có nêu lên là Thượng viện của Hoa Kỳ và đặc trách là Ủy ban Đối ngoại đã nêu lên cái vấn đề là bình hành pháp không có cái lập trường cứng rắn dứt khoát đối với Trung Cảm, chỉ là thảo luận về vấn đề kinh tế và đưa cho Trung Cảm tới cái vấn đề là bành trướng hải đảo. Và như chúng ta biết là hiện tại thì Trung Cảm đã tân tạo nhiều đảo để trở thành những cái phi trường, những cái nơi hải cảng cũng như là những cái tiền đồn có tính cách về quân sự. Và chúng ta cũng biết là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ là ông Ashton Carter cũng đã tuyên bố là đưa ra những cái dự án mà có thể gửi tàu chiến cũng như là phi cơ chiến đấu ở tới ngay ở Biển Đông, cách giải đảo Trường Sa khoảng 12 hải lý. Thì tất cả những cái sự kiện này cũng như là chúng ta biết là ngày 27 và 28 tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản đến Hoa Kỳ và sau đó có ký những cái công ước mà coi như gần có sự liên minh giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ. Cái công ước này cũng là điều chỉnh lại cái công ước 1997 để cho thấy là Nhật Bản sẽ đóng một cái vai trò chủ lực. Và chúng ta thấy Nhật Bản trong cái tuần lễ vừa qua cũng tập trận với phi luật tăng và trong tương lai có thể tập trận với cả Việt Nam. Thì tất cả những cái sự kiện này, xin tiến sĩ Lê Minh Nguyên có thể cho một cái sơ đồ, một cái nhìn, một cái tổng quát về cái bối cảnh đang xảy ra tại Biển Đông thưa. Dạ vâng. Dạ thưa anh Hoàng Bách và kính thưa quý vị khán thính giả của Đài Việt TV. Thì khi mà nói về Hoa Kỳ á, thì chúng ta phải nhìn cái bức tranh tổng quát của Hoa Kỳ nhìn vấn đề thế giới, và phải, nếu mà chúng ta đặt mình trong cái tâm tư, tới cái tư tưởng suy nghĩ của những người Hoa Kỳ cũng như lãnh đạo Hoa Kỳ, chúng ta phải hiểu Hoa Kỳ là một cái siêu cường số một của thế giới và Hoa Kỳ đang lãnh đạo thế giới. Và khi mà tiếp xúc với những cái giới chức Hoa Kỳ thì họ cũng nói thẳng với tôi, dĩ nhiên họ không nói ra ngoài quần chúng được, nhưng họ nói Hoa Kỳ xem thế giới là một bàn cờ chess vĩ đại và chúng ta phải di chuyển những quân cờ. Thành ra đối với thế giới là Hoa Kỳ là một cái quốc gia lãnh đạo, và trật tự thế giới là Hoa Kỳ và những cái khối như gọi là những cái quốc gia dân chủ thiên chúa chúa giáo đang lãnh đạo. Thành ra trở lại cái vấn đề ở châu Á Thái Bình Dương á, thì Hoa Kỳ đã nói rõ là cái sự giàu thịnh của Hoa Kỳ trong thế kỷ thứ 21 là châu Á Thái Bình Dương. Mà nó cũng rất là hợp lý thôi, là anh thấy đó, nội cái Đông Nam Á nó là 600 triệu dân. Anh nếu mà anh kể qua Trung Quốc là 1 tỷ 3 và kể thêm Ấn Độ là 1 tỷ 2, những cái hoạt động kinh tế nó nhộn nhịp ở vùng đó. Thì do đó cái bức tranh mà Hoa Kỳ nhìn về châu Á Thái Bình Dương là bức tranh về cái sự giàu có của Hoa Kỳ, duy trì sức mạnh và sự giàu có. Và trong bức tranh đó thì Trung Quốc nó là một cái căn nhà trong bức tranh đó thôi, chứ nó không phải là toàn cảnh của bức tranh. Thì trong đó cái vấn đề là cái người Hoa Kỳ thì có lẽ nói là cái trade, tức là thương mại, là nó blue blood, tức là cái máu xanh của người Hoa Kỳ. Họ coi cái kinh tế là cái chính yếu và chính trị chỉ là vệ tinh để mà phục vụ cái kinh tế. Thành ra do đó khi cái sự mà gọi xoay trục về châu Á Thái Bình Dương là cái là xoay trục an ninh để bảo vệ cái trật tự cho tư bản Hoa Kỳ buôn bán làm ăn ở châu Á Thái Bình Dương. Thành ra cái vấn đề Trung Quốc mà trừng lên thì họ phải làm sao là trừng lên trong cái trật tự của quốc tế, và cái trừng lên trong cái trật tự mà Hoa Kỳ đã xét sẵn, chứ không phải là Trung Quốc mà làm một cái trật tự mới. Đó là cái nhìn của Hoa Kỳ. Thành ra do đó thì anh thấy là cái vấn đề Trung Quốc mà trừng lên trong cái vấn đề mà đe dọa ở các nơi ở châu Á Thái Bình Dương, thì Hoa Kỳ quan niệm rằng là những cái quốc gia vùng đó là phải những quốc gia đóng vai trò chính trong cái vấn đề mà kiềm chế cái sự trừng lên mà bất hợp pháp của Trung Quốc.
và Hoa Kỳ đứng sau lưng Hoa Kỳ hỗ trợ, chứ không phải Hoa Kỳ mà làm giùm cho cái chuyện đó. Thành ra do đó mà một cái nước mà có cái khả năng làm được cái chuyện đó mà dẫn dắt những nước khác ở trong vùng là Nhật Bản. Tại vì do đó anh thấy là đó là yếu tố Nhật Bản đóng một vai trò rất là tích cực, bởi vì Nhật Bản là quốc gia bị đe dọa trực tiếp từ Trung Quốc, và Nhật Bản là quốc gia là muốn ngăn chặn Trung Quốc nhất trong cái vấn đề Trung Quốc trừng lên. Dạ vâng, chương trình Nhịp Sống Quanh Ta xin phép được tạm dừng ở đây để chạm một vài thông tin thương mại, và chúng tôi xin kính mời quý khán thính giả duy trì màn hình để theo dõi chương trình phần 2. Chúng tôi là Hoàng Bá Tha Ngành, kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV Network. Chúng tôi rất là vui được trở lại trong chương trình Nhịp Sống Quanh Ta ngày hôm nay. Và thưa quý khán thính giả, hai vị khách mời của chúng tôi trong chương trình Nhịp Sống Quanh Ta ở rất là xa, chúng tôi xin hân hạnh được giới thiệu, đó là giáo sư Đinh Kim Phúc đến từ Việt Nam, và người thứ hai là tiến sĩ Lê Minh Nguyên đến từ Nam Cali. Xin kính chào quý khán giả của Đài Việt TV Network. Tôi là Đinh Kim Phúc đến từ Việt Nam. Tôi Lê Minh Nguyên từ Nam California xin kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt TV Network. Dạ vâng, chúng tôi đã hân hạnh được giới thiệu giáo sư Đinh Kim Phúc đó, là một giáo sư đã dạy ở đại học ở Việt Nam khoảng trên 3 thập niên, và ông là một chuyên gia nghiên cứu về hải đảo và biển Đông. Ông đã từng viết nhiều sách cũng như là nhiều bài nghiên cứu, đã từng được phỏng vấn của các cơ quan truyền thông như là đài BBC, đài Pháp Á và đài Á Châu Tự Do. Còn tiến sĩ Lê Minh Nguyên là một người đã bình luận gia của chương trình phát thanh của đài Đáp Lời Sông Núi, cũng như là cộng tác với nhiều cơ quan truyền thông tại Nam Cali trong cái tiêu đề là phân tích thời sự. Ngày hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được đón tiếp với hai vị. Và trước nhất là cái câu hỏi đầu tiên muốn hỏi giáo sư Đinh Kim Phúc đến từ Việt Nam, thì thưa giáo sư, bây giờ quý khán thính giả của chúng ta muốn biết thêm về cái sự sinh hoạt của giáo sư ở Việt Nam, thì giáo sư có thể cho quý khán thính giả được biết không? Dạ. Xin kính thưa quý vị, tôi là sinh quán ở Vĩnh Long. Năm 1974, khi mà Trung Quốc cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, thì lúc đó tôi đang học lớp 9 ở trường trung học Thủ Khoa Quân. Tôi cũng như là nhân dân miền Nam đã xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Và đến khi tôi ra Hà Nội học cái chương trình cao học vào năm 1988, thì lúc đó Trung Quốc đã đánh chiếm cái cụm đảo Gạc Ma của Việt Nam. Và bắt đầu từ đó, tôi đã xác định cái hướng nghiên cứu của mình, gắn cuộc đời mình nghiên cứu về Biển Đông, hải đảo Việt Nam, nhằm chứng minh cái chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chống lại tất cả các luận cứ ra luận chứng của nhà cầm quyền Trung Quốc, nhằm góp phần bảo vệ cái biển đảo của mình. Trong hơn 10 năm qua, tôi có rất nhiều bài báo, có nhiều công trình đã được xuất bản ở trong nước cũng như là tại Hoa Kỳ. Ví dụ như đầu tiên là cái quyển Chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, rồi Hoàng Sa Trường Sa luận cứ và sự kiện, Hoàng Sa Trường Sa trong thư tịch cổ, cũng như là công lý hòa bình trên Biển Đông. Tôi cũng đã nhiều lần đến Hoa Kỳ, đây là lần thứ 3, để mà đi tìm hiểu những cái tài liệu, những cái chứng cứ để mà tiếp tục đấu tranh chống lại cái bọn xâm lược Trung Quốc. Dạ vâng, trong cái phần giới thiệu của Đinh Kim Phúc, của giáo sư Đinh Kim Phúc, chúng tôi cũng quên là giáo sư Đinh Kim Phúc cũng là thành viên của câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình ở Sài Gòn trước đây. Dạ, câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình trực thuộc cái Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Dạ vâng, bây giờ thì thưa giáo sư lên các cái đài truyền thông ở hải ngoại, khi trở về nước giáo sư có e ngại gì, bị làm khó dễ gì không thưa giáo sư? Vâng, thì chuyên môn của chúng tôi là nghiên cứu về lịch sử Việt Nam, lịch sử các nước Đông Nam Á, lịch sử ASEAN, và tôi dạy ở đại học cái chuyên về Biển Đông, về Hoàng Sa và Trường Sa. Thì nhiều lần trả lời các đài ở hải ngoại cũng như là sang Hoa Kỳ, cũng tiếp xúc với cộng đồng người Việt ở đây, thì dĩ nhiên là khi về nước cũng có một số khó khăn. Nhưng tôi chỉ đi vào cái lĩnh vực chuyên của tôi là tôi nghiên cứu về chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tôi góp phần để bảo vệ tổ quốc, thì tất cả những khác tôi đều đặt ở phía sau lưng.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Đình Kim Phúc. Trở lại với tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Thưa tiến sĩ, trong những ngày gần đây đó thì gần như là các cơ quan truyền thông quốc tế lẫn cơ quan truyền thông của Việt Nam coi như là Biển Đông đang dậy sóng. Thì dưới cái nhìn của tiến sĩ có thể chia sẻ dưới cái nhìn của chiến tranh có thể xảy ra ở Biển Đông không thưa tiến sĩ? Dạ vâng, dạ thưa anh Hoàng Bách và kính thưa quý vị thính giả của Đài Việt TV. Thì hôm 13 tháng 5 tức là hôm thứ Tư vừa qua có một cái cuộc điều trần ở Thượng viện Hoa Kỳ, Bộ Ủy ban Ngoại giao Thượng viện mà ông chủ tịch là ông Bob Corker thì và hai cái người của hành pháp là một ông là phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng tức là ông David Shear và một ông là phụ tá của Bộ trưởng Ngoại giao tức là ông Daniel Russell. Thì qua cái sự trình bày đó thì chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy rằng ông Bob Corker ông nói rằng là Trung Quốc hiện giờ đang bành trướng Biển Đông, họ làm tất cả những cái gì họ có thể làm được trừ cái chuyện đụng độ trực tiếp với Hoa Kỳ. Tức là họ không dám đụng độ quân sự trực tiếp với Hoa Kỳ nhưng mà họ đạt được mức tối đa gần mức đụng độ. Thì tức là ông trách là cái hành pháp Hoa Kỳ chủ trương là Hoa Kỳ cộng tác với Trung Quốc để mà về vấn đề kinh tế, còn những cái khác biệt thì tìm cách quản lý đó, quản trị. Ông nói rằng cái chính sách như vậy để mà cứ nhún nhường Trung Quốc hoài thì ra cái lợi ích của Hoa Kỳ đang bị thiệt hại. Và ông nói rằng chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc và đối với vấn đề Biển Đông là Hoa Kỳ chưa không có một chính sách nhất quán, tức là cohesive policy, một cái chính sách mà nó vững chắc. Và nếu mà ngoại giao, bây giờ hành pháp chủ trương dùng ngoại giao, nhưng mà nếu ngoại giao thất bại thì cái giá của Hoa Kỳ phải trả để mà giải quyết cái vấn đề thất bại ngoại giao là Hoa Kỳ chưa có. Tức là phải trả bằng cái giá nếu ngoại giao thất bại. Thì là ông nói rằng ông cảm thấy thất vọng là Hoa Kỳ không có một chính sách mạnh mẽ đối với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Và đó là lý do như anh thấy ông Bộ trưởng Ngoại giao Kerry, ông lại vừa đặt vấn đề Biển Đông hôm bữa thứ Bảy vừa qua. Dạ vâng, trở lại với giáo sư Đinh Kim Phúc đó, thì bên phía Bộ Ngoại giao của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam luôn luôn xác định là Hoàng Sa và Trường Sa, Việt Nam có đủ căn cứ pháp lý cũng như lịch sử là chủ quyền của Việt Nam. Như vậy thì cho tới ngày hôm nay đó, Việt Nam không trưng ra những bằng cớ là đưa ra tòa án trọng tài quốc tế Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 chẳng hạn, mà trong khi đó thì Phi Luật Tăng đưa ra và cũng kéo Việt Nam để cùng với đồng minh là nạn nhân của cái sự tranh chấp này thì Việt Nam không đưa ra. Thì thưa giáo sư, là cái người nghiên cứu về Biển Đông, thì cái yếu tố và cái nguyên nhân nào thì chúng ta thấy là Bộ Ngoại giao Việt Nam hoặc là cái quyết định của chính phủ Việt Nam sao không chịu đưa ra thưa giáo sư? Thưa anh Hoàng Bách, Biển Đông dậy sóng, nói như tiến sĩ Lê Minh Nguyên vừa đề cập đấy, thì chúng ta thấy rằng trước năm 1909 đó, thì Trung Quốc chưa có cái tham vọng tiến về phương Nam. Và trong tất cả các chính sử của Trung Quốc, rồi phương chí, rồi bản đồ, từ các đời Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, thì cái biên giới cực Nam của Trung Quốc chỉ dừng lại ở cái huyện Châu Nhai ở đảo Hải Nam mà thôi. Nhưng mà kể từ năm 1909 với cái tham vọng tiến về phương Nam đấy, thì Trung Quốc bắt đầu tranh chấp với Việt Nam. Đầu tiên là trên quần đảo Hoàng Sa, và tiến tới thập niên 30 của cái thế kỷ 20 là họ bắt đầu tiến xuống Trường Sa. Thì họ ngụy tạo chứng cứ, ngụy tạo sử liệu để họ đưa ra một cái gọi là chứng cứ về lịch sử pháp lý bất khả, là kháng nghị. Nhưng giới nghiên cứu trong và ngoài nước cũng như cộng đồng quốc tế đã nhìn thấy rõ Trung Quốc hoàn toàn không có chủ quyền gì ở trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Cái việc mà họ lợi dụng cái sự chuyển giao giữa cái chính quyền Đông Dương của Pháp đối với cái chính phủ Việt Nam vào năm 1000 sau cái Hiệp định Genève năm 1954 đấy, cũng như họ dùng vũ lực cưỡng chiếm toàn bộ cái quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào tháng Giêng năm 1974, đó là cái hành vi dùng vũ lực cưỡng chiếm lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền.
Trung Quốc đã vi phạm điều 2 khoản 4 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Hành động của Trung Quốc chỉ được gọi đó là hành động xâm lược, không hề có cái việc tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông như hiện nay. Việt Nam là như anh Hoàng Bạch cũng như quý vị đã biết, từ các cái tài liệu lịch sử cũng như là các cái văn bản về mặt nhà nước đã chứng tỏ chúng ta có đầy đủ cái chủ quyền về lịch sử và cả về pháp lý ở trên cái vùng biển này. Nhưng mà câu hỏi của anh Bạch đã đặt ra là đến hiện nay vì sao chính phủ Việt Nam không khởi kiện Trung Quốc? Thì chúng ta biết rằng đối với luật biển của Liên Hiệp Quốc năm 1982, họ không bàn đến vấn đề chủ quyền mà họ chỉ đặt vấn đề quyền hạn và nghĩa vụ của các quốc gia ven biển, các quốc gia quần đảo, tức là liên quan đến biển, chứ họ không đặt vấn đề là chủ quyền. Và giữa tranh chấp, gọi là tranh chấp trên Biển Đông, thì chúng ta thấy rằng Trung Quốc chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974. Còn Trường Sa là có rất nhiều nước trong khu vực: Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia. Duy nhất chỉ có Brunei tuyên bố chủ quyền mà không có lực lượng chiếm đóng. Do đó là một cái sự tranh chấp đa phương. Đa phương. Thì theo tôi được biết, chính phủ Việt Nam hiện nay cũng như là giới nghiên cứu ở trong và ngoài nước đã đang chuẩn bị một cái bộ hồ sơ pháp lý để cần thiết thì sẽ đưa Trung Quốc ra trước công luận quốc tế. Nhưng chúng ta muốn kiện Trung Quốc ra tòa án công lý quốc tế thì quy định của tòa là Trung Quốc phải đồng ý ra tòa thì tòa mới thụ lý hồ sơ. Và hiện nay chúng ta có thể kiện Trung Quốc là kiện cái việc mà Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm, là vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc, vi phạm các sự bảo vệ cái chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng ta thấy rằng đến khi Hiệp định Paris năm 1973 được ký kết thì ngay cái điều 1 đấy là Hoa Kỳ và các nước phải tôn trọng độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam như là Hiệp định Geneva đã quy định. Thì chúng ta thấy rõ rằng từ năm 1954 đến năm 1975, một quốc gia thống nhất nhưng có nhiều thực thể chính trị trong cái hoàn cảnh lúc bấy giờ. Do đó tất cả những tuyên bố của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mà đe dọa đến cái việc quản lý, bảo vệ hai quần đảo của Việt Nam Cộng Hòa, tức là một bên mà làm phương hại quyền lợi một bên khác như Hiệp định Geneva đã quy định thì hoàn toàn không có giá trị pháp lý. Dạ vâng. Dạ cảm ơn giáo sư. Bây giờ trở lại với tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Khi nãy thì tiến sĩ có nêu lên là Thượng viện của Hoa Kỳ và đặc trách là Ủy ban Đối ngoại đã nêu lên cái vấn đề là bình hành pháp không có cái lập trường cứng rắn dứt khoát đối với Trung Cảm, chỉ là thảo luận về vấn đề kinh tế và đưa cho Trung Cảm tới cái vấn đề là bành trướng hải đảo. Và như chúng ta biết là hiện tại thì Trung Cảm đã tân tạo nhiều đảo để trở thành những cái phi trường, những cái nơi hải cảng cũng như là những cái tiền đồn có tính cách về quân sự. Và chúng ta cũng biết là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ là ông Ashton Carter cũng đã tuyên bố là đưa ra những cái dự án mà có thể gửi tàu chiến cũng như là phi cơ chiến đấu ở tới ngay ở Biển Đông cách giải đảo Trường Sa khoảng 12 hải lý. Thì tất cả những cái sự kiện này cũng như là chúng ta biết là ngày 27 và 28 tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản đến Hoa Kỳ và sau đó có ký những cái công ước mà coi như gần có sự liên minh giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ. Cái công ước này cũng là điều chỉnh lại cái công ước 1997 để cho thấy là Nhật Bản sẽ đóng một cái vai trò chủ lực. Và chúng ta thấy Nhật Bản trong cái tuần lễ vừa qua cũng tập trận với phi luật tăng và trong tương lai có thể tập trận với cả Việt Nam. Thì tất cả những cái sự kiện này, xin tiến sĩ Lê Minh Nguyên có thể cho một cái sơ đồ, một cái nhìn, một cái tổng quát về cái bối cảnh đang xảy ra tại Biển Đông thưa. Dạ vâng. Dạ thưa anh Hoàng Bách và kính thưa quý vị khán thính giả của Đài Việt TV. Thì khi mà nói về Hoa Kỳ á thì chúng ta phải nhìn cái bức tranh tổng quát của Hoa Kỳ nhìn vấn đề thế giới, và phải nếu mà chúng ta đặt mình trong cái tâm tư, tới cái tư tưởng suy nghĩ của những người Hoa Kỳ cũng như lãnh đạo Hoa Kỳ, chúng ta phải hiểu Hoa Kỳ là một cái siêu cường số một của thế giới và Hoa Kỳ đang lãnh đạo thế giới. Và khi mà tiếp xúc với những cái giới chức Hoa Kỳ thì họ cũng nói thẳng với tôi, dĩ nhiên họ không nói ra ngoài quần chúng được, do nói
Hoa Kỳ xem thế giới là một bàn cờ chess vĩ đại và chúng ta phải di chuyển những quân cờ. Thành ra đối với thế giới là Hoa Kỳ là một cái quốc gia lãnh đạo, và trật tự thế giới là Hoa Kỳ và những cái khối như gọi là những cái quốc gia dân chủ thiên chúa chúa giáo đang lãnh đạo. Thành ra trở lại cái vấn đề ở châu Á Thái Bình Dương á, thì Hoa Kỳ đã nói rõ là cái sự giàu thịnh của Hoa Kỳ trong thế kỷ thứ 21 là châu Á Thái Bình Dương. Mà nó cũng rất là hợp lý thôi, là anh thấy đó, nội cái Đông Nam Á nó là 600 triệu dân. Anh nếu mà anh kể qua Trung Quốc á, là 1 tỷ 3 và kể thêm Ấn Độ là 1 tỷ 2. Những cái hoạt động kinh tế nó nhộn nhịp ở điều khoản của luật pháp quốc tế là chúng ta có thể kiện ra Liên Hiệp Quốc hoặc là ra trọng tài, hội đồng trọng tài của luật biển để giải thích cái đường lưỡi bò của Trung Quốc là vô căn cứ, bất hợp pháp. Và những cái hành động của Trung Quốc dùng vũ lực trên Biển Đông trong thời gian vừa qua là vi phạm trắng trợn công pháp quốc tế. Nhưng kiện nội dung gì, kiện ở đâu và chúng ta chuẩn bị tài liệu như thế nào, thì đối với tôi là một nhà nghiên cứu độc lập mà không thuộc của nhà nước, do đó tôi thấy rằng để chuẩn bị một cái bộ hồ sơ pháp lý một cách đầy đủ, chính thức, vì đã kiện là phải thắng, đã một khi kiện là phải thắng, thì chúng ta phải chuẩn bị một cách rất kỹ càng, có sự tham vấn quốc tế của các chuyên gia ở trong ngoài nước để đảm bảo rằng chúng ta kiện là chúng ta sẽ thắng, vì Trung Quốc cũng không phải là tay vừa. Nhưng mà thưa anh mới vừa nói rằng là kiện ra tòa án quốc tế thì Trung Quốc chấp nhận mới tòa án quốc tế mới xử được, như vậy là phi luật tăng kiện là không phải tòa án quốc tế phải không ạ? Không, kiện là kiện, nếu mà kiện ra tòa án công lý quốc tế về chủ quyền thì Trung Quốc phải đồng ý thì tòa mới xử lý hồ sơ. Còn kiện ra hội cái tòa trọng tài theo cái phụ lục 7 của luật biển Liên Hợp Quốc, tức là cái tuyên bố về đường lưỡi bò, tức là phi đó là giải thích về đảo đá như thế nào, về những cái hành động của Trung Quốc có vi phạm cái luật biển hay không, thì cho dù Trung Quốc có đồng ý hay không đồng ý mà khi tòa phán quyết thì cái cộng đồng quốc tế sẽ thấy rõ được cái âm mưu với cái giả tâm xâm lược của Trung Quốc ở cái khu vực. Tức là rõ ràng là đây là có hai cái hệ thống tòa án khác biệt nhau. Và cái mà phi kiện là cái tòa trọng tài. Tòa trọng tài theo cái phụ lục 7 của luật biển. Còn cái tòa án quốc tế là cho tới giờ phút này là chưa có thụ lý một vụ kiện nào về vấn đề Biển Đông. Biển Đông. Vâng. Và cũng xin nói thêm với tiến sĩ Lê Minh Nguyên đó, là tiếp lại làm sáng tỏ hơn đó, là quý vị nghe hay là phi luật tăng kiện Trung Cảm ra tòa án quốc tế, nhưng mà thật sự đó thì Trung Cảm thật sự phi luật tăng họ nói là tòa nhờ tòa trọng tài, trọng tài để coi thử cái đường lưỡi bò, cái giá trị nó thuộc về ai, nó ra làm sao để đi là phân định thôi. Dạ, bây giờ thì trở lại một cái câu đó, có bên Trung Cảm đó thì họ nêu lý do là cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng ký năm 1958 thừa nhận chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Cảm, thì có về mặt pháp lý nó có giá trị như thế nào, thưa giáo sư? Nói với vấn đề công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958 ấy, thì chúng ta phải đặt đến cái bối cảnh quốc tế lúc bấy giờ là Trung Quốc tuyên bố cái lãnh hải của mình là 12 hải lý. Trong cái tuyên bố của Trung Quốc năm 1958 là có 4 điều. Thì cái công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng khi gửi cho Chu Ân Lai đấy thì có hai cái nội dung chính. Cái nội dung thứ nhất là tán thành tuyên bố về lãnh hải của Trung Quốc, và cái nội dung thứ hai là kêu gọi các cơ quan chức năng của Việt Nam là tôn trọng cái lãnh hải 12 hải lý của Trung Quốc. Thì chúng ta thấy rõ rằng cái hoàn cảnh ra đời của cái công hàm Phạm Đồng vào năm 1958 đó, về nội dung thì chúng ta đã thấy rõ là chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tán thành cái tuyên bố của Trung Quốc. Nhưng lúc bấy giờ với những cái điều khoản của hội nghị Geneva năm 1954 đấy, thì chúng ta nên chú ý đến điều 4, điều 24 của Hiệp định Geneva và cái điều 12 của cái tuyên bố cuối cùng của Hiệp định, là quy định cái sự quản lý, cái trách nhiệm